Và khi muốn thể hiện một cái gì đó, nó mang tính chất căng thẳng. Tức là trước khi, ví dụ như là đệm hợp âm đúng không? Trước khi về hợp âm chủ phải hợp âm 7. Và âm nhạc là gì? Là tạo nên cái sự đột biến trong cái tuyến giai điệu để đẩy lên cao trào và mình kết thúc ở một cái gì đấy nó thỏa mãn. Đấy, ví dụ son 7 xong rồi về đô đúng không?